Đây là mấy trái bầu hồ lô bữa mình thu hoạch này mấy bạn. Xong rồi mình rảnh rảnh với mình lấy dao á, mình cạo hết mấy cái vỏ ở ngoài nữa nó nè, rồi xong mình phơi. Tới bữa nay thì nó mới khô. Nhưng mà hình như ở mình nó vừa nắng rồi vừa mưa liên tiếp nên là nó bị cái nấm. Nói chung là nó bị xấu trái bầu rồi. Không biết là mình chà rửa thì nó có sạch đẹp hơn không, không biết nữa. Đây đây là mấy trái này là mình không có thời gian nè, mình để cho nó không có thời gian cạo, mình để cho nó cuối cùng nó bị lên nấm lên đồ rồi, thì hôm nay mình sẽ cạo những trái còn lại. Đây nè, bình thường là nó như gì nè, rồi bất thường là nó như gì nè, nhìn nó rất là gớm. Mấy trái này bữa mình cạo rồi giờ nó nấm nó ăn gì nè, chắc là không đủ nắng á. Giờ mình rửa thử nó có bớt không.